như đường phèn ăn vô ngọt ngoài ngọt trong. Ông Tây mà lấy bà đầm nghe tôi kéo kéo rầm rầm chạy ra. Bà nào chồng ngõ chồng chê ăn phải kéo kéo chồng mi tới già. Bà nào gầy yếu ốm mòn ăn phải kéo kéo nó mập tròn như cái lu. Bà nào con mắt kém nhém kèm nhèm ăn phải kéo kéo mắt nó sáng như đèn xe hơi. Kéo kéo. Kéo kéo. Dạ. Chú mua giùm con biết kéo kéo đi chú. Ê, trời đất ơi. Mới kêu cái là sinh con rồi. Kêu cái gì hồi nãy kêu gì kêu lại coi. Dạ. Dạ chú. Chú trời ơi. Tôi già lắm sao kêu tôi bằng chú. Đừng kêu tôi bằng chú. Đừng kêu tôi bằng chú. Khổ lắm. Vậy con kêu bằng bác được không? Trời đất. Kêu tôi bằng chú tôi không chịu kêu tôi bằng bác. Chú kêu bằng gì? Kêu bằng anh đi. Cho nó tiện. Kêu bằng anh hả? À. Gì thôi. Cỡ hả? Cái gì mắc cỡ. Kêu đại đi. Kêu cái tôi mua. Kêu rồi mua hả? À. Anh ừ đó. Anh mua giùm con cái kẹo đi ơi. Trời đất ơi. Trời ơi. Anh mà sinh con là chết tôi rồi. Anh là phải sinh em. Anh mua giùm em cái kẹo cho nó ngọt ngào tình cảm tao mới mua được chứ. Vậy để con ước à. Em nói lại nha. Ờ. Dạ thưa anh. Anh mua giùm em. Dạ, giùm em cái kẹo kéo kia. À, ý chê, cái miệng vậy nói nó muốn giả. Trời ơi, có duyên gì đâu á. Lanh ghê vậy đó nghe không? Buôn bán mà không lanh sao được anh. Lanh nhưng mà vui tánh không có hổn. Thì vẫn có người thương như thường chứ bộ. Ý chê, cái miệng có duyên ghê vậy đó. Ai mà tốt phước cưới được cô đó nghe không? Giàu sang phú quý à nghe. Vậy không anh? À, bây giờ nghe tôi nói nè, thấy lanh quá tôi hỏi coi, thử coi cái trí thông minh nó cỡ nào, nghe không? Nếu mà trả lời thông suốt đó nghe không, thì nghĩa là tôi mua cho mấy cây. Vậy thì anh muốn hỏi gì cứ hỏi đi, nếu em biết thì em trả lời, à. Còn em không biết thì... Thì sao? Thì em hỏi lại anh. Trời đất quỷ thần ơi, nói sao quỷ vốn không à. Thôi được rồi, nghe tôi hỏi nè. Dạ. À, để coi nghe. À, thấy dưới đất con gì đó không? Yeah. Con ve, biết con ve rồi ha. Bây giờ anh hỏi em nè, con ve nó kêu bởi cái gì? Con ve nó kêu bởi cái ve. Tại sao cô Đinh có ve mà nó không kêu? Vì nó ở dưới nước thì làm sao nó kêu? Chứ tại sao con ếch ở dưới nước mà nó kêu? Ếch ở dưới nước là nó nhờ họng da cho nên nó kêu. Tại sao dài dép bằng da mà nó không kêu? Dễ quá. Vì đóng đinh đóng gút làm sao nó kêu được? Chứ tại sao cái trống nó đóng đinh đóng gút mà nó kêu? Nó kêu là nhờ cái bằng mắt. À, tại sao cái sàn, cái nia, sàn gạo nó bằng mặt mà nó không kêu? Tại nó có lỗ làm sao nó kêu? Chứ tại sao cái kèn nó có lỗ mà nó kêu? Nó kêu là tại nó có cái tà la. À, chứ tôi hỏi em tại sao cái ống nhổ nó có cái tà la mà nó không kêu? Nó không kêu là tại nó bịt đít. Thì làm sao nó kêu? Trời giỏi quá. Chứ tại sao cái bọng bịt đít mà nó kêu? Cái bồng nó kêu là nhờ nó có dây chằng chịt. Chứ tại sao cái ghe bầu nó có dây chằng chịt mà nó không kêu? À, đó, nó vậy đó. Kêu cái sao không kêu? Nó kêu chỗ nào, nó kêu hồi nào? Nó kêu ai mua đất mến không? Trời ơi, nó có duyên gì đâu. Đó, vậy em nói có đúng không? Đúng quá, chứ còn gì nữa, không đúng. Đúng hả? À. Đúng thì mua em vài cây kẹo đi. Trời ơi, cứ nhắc mua kẹo hoài. Để anh nói em nghe nghe. Dạ. Ê, nãy giờ giỡn chơi chứ anh hết tiền rồi. Thôi anh nói chơi hoài à, mua giùm em vài cái kẹo đi mà. Tảng sáng tới giờ em chưa có ai mở hàng hết á. Bây giờ vậy nè, bữa nay anh mở hàng cho em. Dạ. Nhưng mà anh thiếu chịu vài bữa anh trả được không? Trời đất ơi, có anh trai vô duyên không? Tảng sáng tới giờ chưa ai mua cái lời rồi mới chịu à. Đồ mắc dịch, đồ vô duyên. Trời ơi. Vậy mà nó nói nó hiền đó.